Hôm nay tôi quyết định sẽ phá hủy thành phố tương lai. Liệu tôi sẽ thành công hay thất bại? Thì đây chính là câu trả lời. Tôi đã quay lại tương lai rồi đây. Nếu tôi muốn phá hủy thành phố này thì tôi phải chuẩn bị vũ khí thật tối tân. Bản đồ thành phố tương lai tôi cũng nắm trong lòng bàn tay rồi. Giờ thì chỉ có đi lấy vũ khí thôi. Giờ tôi phải đi kiếm cái bay để tôi có thể lấy được vũ khí. A few moments later. Đây chính là cái bay này đây. Đấy, giờ tôi có thể bay lên. Anh em có thể thấy vũ khí tối tân không? Nhưng khá là to luôn ấy, nhưng mà khi đeo vô người tôi là khá là nhỏ. Lụm hết, nói chung là lụm hết, bay khá là lâu. Đấy, nhìn là biết ngầu rồi đó. Thật sự luôn ấy, khá là nhiều vũ khí. Trước mặt tôi là một cái vũ khí gọi là hoàn toàn mới. Không phải cái này đâu, cái trên đây này, gọi là super dày. Theo như tôi được biết là cái này có thể giúp tôi chạy nhanh hơn. Tôi phải nhặt full giáp để tôi có thể thực hiện mục đích của tôi. Wow, holy. Wow, tất cả những gì ưu tú nhất đang nằm trên cơ thể của tôi. Và tôi là một chiến binh thật thụ luôn ấy. Đấy, tôi có thể chạy nhanh như Superman. Tôi có sức mạnh công phá còn hơn Superman nữa mọi người à. Giờ là tôi có thể thực hiện kế hoạch của tôi đấy. Nhưng mà trước tiên tôi phải đối mặt với những cảnh sát thời hiện đại. Hai cái con này thì tôi sẽ skip đi. Nói chung là tôi đã đánh bại vào video trước rồi nên là tôi sẽ không quay nữa. Tôi sẽ quay cái con này thôi. Anh em có thể thấy hai cái con đầu tiên không phải là đối thủ của tôi. Và tôi hạ chúng nó trong chỉ có tích tắc thôi. Come on, ra đây. Bố mày sẽ phục thù. Tao không sợ đâu. Come on man. Mày đâu? Mấy con này hả? Nốt nhạc một. Nốt nhạc. Đấy, chết rồi. Ui, hai con. Không sao, không sao. Tôi không sợ. Tôi không sợ. Mấy con này chỉ là gọi là củ chuối thôi. Tôi ổn mọi người ạ. Come on man. Tôi cứ chạy vòng vòng thôi. Tại tôi đang có đôi giày gọi là super nhanh đấy. Thôi chỉ còn một mình con này thôi. Bắn hộ tao luôn. Let's go. Yup. Huh, what you gonna do? Giờ tôi là bá chủ rồi đấy. Later that same evening. Có vẻ là tôi đã sai rồi. What the f***? Come on man. What the f***? Nó đâu? Cái gì kia? Nếu mà không nhầm thì nó đang dụ tôi vào. Và tôi vẫn không biết trong đây là cái gì. Chơi nhá, tại vì tôi đã có vũ khí tân tiến rồi mà. Tôi đâu có sợ cái méo gì nữa đâu. Oh no. Oh no 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 no. What the heck? What? What? Ngầu vậy ba? Ui. What the f... What? Thôi. Bắn thôi được rồi. Oh my god. What the f that man. Nó đang né tôi á hả? Nhau. Mày chơi. What? Đùa nhau ấy ba. Ôi trời ơi. Hồi nó thay nhau nó né kìa trời. Ui, một cưng hai sao lại má. Thôi, chơi từng con. Mà tôi nghĩ là tôi nên dùng súng ấy. Ôi mấy con này nó né như một vị thần ấy. Ôi đừng, đừng. Tôi sẽ sử dụng kỹ năng hit and run. Ui chém đâu vậy. Ui nó lại làm gì tôi kìa. Nó định làm gì tôi. Ui No. What. Không lẽ không làm gì được nó trời. Ui nó bắn tôi kìa. Ui. Ôi, no. Ê, một con chết rồi, một con nằm rồi. Dừng lại, tới tao chém. Đừng để cho nó bắn. Sợ chưa con này. Come on, tôi chỉ còn một xí máu rồi. Ui. What? 3:28 AM. Let's go. Yes, let's go baby, let's go. Cuối cùng thì mày không hớt được đâu con trai. Tôi bi không tình yêu. Oh my god. What? Let's go. Đồng đội tao đây. Bộ lão này.
Let's go. Let's go. Mày ra đây. Mày bơi ra đây. Mày bơi ra đây. Tao cay mày nãy giờ đấy. Có thể nói là tôi đã đánh bại con boss mạnh nhất trong đây rồi. Nhưng mà ở ngoài thành phố này thì vẫn còn những con boss khác. Giống như con này đây. Càng bắn nó sẽ càng nhảy ra anh em ạ. Còn gì nữa không? Ôi có trái tim. Come on, come on. Come on, come on. Open, open, open. How to lấy trái tim. Có cái đèn pin. Không, cái này không phải đèn pin. Đây là cái kiếm ánh sáng đấy. Wow, khá là ngầu đấy. Nhưng mà tôi không cần đâu. Cái kiếm ánh sáng này khá là cùi ấy. Tôi sẽ đi tìm những con boss khác. Đây chỉ là con ngựa thôi. Ngựa 7 màu sắc. Tính ra đụng cái chết rồi. Còn con này. Godzilla. No. Con này ở quá khứ khá là yếu. Không nhờn được đâu mọi người ạ. Không nhờn được đâu. Nếu mà chúng ta muốn phá hủy cái thành phố này, chúng ta cần tiêu diệt con đó đấy. Come on, chúng ta có thể làm được. 2000 years later. Come on. Tôi đã sang bằng cái chỗ này để tiện cho việc chạy của tôi hơn. Mong là nó sẽ hiệu quả. Chạy đi em, chạy đi. Ui, sắp tới rồi kìa, nó sắp tới. Hit and run, man. Hit and run. Come on. Ui. Come on. You little bitch. Come on. Come on, man. No. Run. Shit. No. Yes, I kill him. Tôi giết được nó rồi mọi người. Wow. Anh em có thể thấy. Yes. Let's go. A few minutes later. Holy shit, tôi mới phát hiện ra một con boss mới. What the f*** is this, man? Come on. Ui. Tôi mà bay lên thì sao nha? Come on. Yep. What you gonna do, man? Come on. Tôi đã phá hủy thành phố của tương lai. Giờ tương lai chả còn một cái thứ gì cả. Mấy căn nhà này thì tôi cũng phá được thôi. Nhưng mà tại vì nó khá là lâu. Với lại tôi lười. Thế đấy, tôi đã phá thành công thành phố của tương lai. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.